Ơi, chào anh em nha, tới điểm cái ổ rồi nha. Ôi con bự đưa đầu lên kìa. Nè, ăn im gu luôn, không có ấy luôn. Bên này mới giữ nè bạn. Đó. Vậy cho vị xem nha. Trả lời cái ao lỡ Mà biết cá nuôi này câu dữ. điện thoại cặp song cái của mình nè. Câu cá nuôi chơi bạn ơi. Đó. Đó, thì ghê cái sông không? Sông Trần Giằng luôn. Nay không được thì dắt đi câu cái hầm cá nuôi cũng không được bạn ơi. Hớm gà gọng hớm gà đợi anh Giang qua bắt. Trời. Nè nè anh Giang ơi. Hầm cá nuôi quy mô này không tiền. Thôi từng cái dịch cua mập lắm. Được quá, bình thường được rồi, đưa kia đem gắt cho dịch lâu lắm. Nè, đi câu đi. Chơi cần trai dịch nó mới lên nổi. Má gì chỗ mau. Dịch nó hoàng hoàng lâu cá nhét. Không thấy mà người ta câu cá người đây vương chưa? Bây giờ tôi hỏi mấy anh đi quay phim hay là đi kiếm ăn. Hỏi anh câu gì? Ghê không coi kìa. Cá câu đó mà gì cũng dạng mê sao được đôi gà đó vậy đó mới sướng không này sướng không vậy sướng sướng chưa bỏ máy luôn á nghỉ quay luôn á bên đây nữa trời ơi vô kìa nó mày đây kìa anh Giang ơi anh Giang đây rồi trời gọi đang hết mồi đó về đó dữ lắm rồi 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 ôi à, dữ lắm rồi gung tay chứ kìa tay chân không gung hết trơn kìa ba quỷ cái nuôi này không em còn cái bộ phao phao lưỡi trong đó luôn kìa trong cái bọc kìa để vậy hơi sâu rồi nó không thấy kìa để câu bắt cá bự bữa thì ba khui ủa con chơi vàng gì chơi vàng hả dịch cám thêm miếng nữa anh vậy chạy đi nào nó nghỉ bu rồi sao dính đầu đằng sau lưng đi nghe dễ gì dây này ngắn ngủn à hỏi gọi giật nhẹ không được đang sướng tay vậy nhẹ nhẹ đâu sướng lẹ quá mập cả ô mập câu bự liền ha con bự bự lên đi nha lụm rồi bạn lụm cá rô đồng đó mình làm con cá rô đầu tiên rồi nha lưng tròn dao quay bỏ cái lưng tròn đúng không anh lưng tròn cái lưng tròn lưng tròn lưng tròn quá sức trận này lụm con bự nhất đâu lựa con bự nhất trên này ăn xả mọi hôm nay hồi ăn câu cái rảnh nè này kê câu vậy bán cá giống được á ai mua tao mua nhóc xong luôn ký 35-20 ngàn á càng ngày nó lại càng đông luôn á đen chứ chân càng có mọi nó càng ôi ôi kìa mà tiêu phao nè ôi trời ơi thôi anh Dạng anh dở cá cho bạn xem nè cứ để đưa vô đầu thôi nhấp nè lú đầu lên nè đâu rồi cho xuống xíu nữa đó nè mọi nè ê nè có cho tao ăn nó năng nó cao á anh cho nó xuống xíu nữa để cho nó nè kìa ngậm đâu rồi ngậm cái cục cây không à nó ghẹ nó dở lên bỏ vô khỏi gỡ lưỡi đừng để nuốt gỡ lâu lấy cái kèm bút ngậm cho em vậy lấy kèm đế nè còn đế là cậu mình chơi luôn rồi còn cái đầu dế nè để xuống lụm nữa nè này để cái lưỡi không dặn quảng ăn luôn á nhắc nhắc là nó thấy cái gì táp luôn á này đầy chuồng mấy hồi không được bởi vì em kêu xách hai cái vỏ bự bự qua này mới mốt tình hình là chắc hai giờ để xuống tắt bụng này à khỏi ngắt giòn cái chân hết nó dính ờ vô hên quá bữa còn bự bự lắm rồi phải công nhận nha cá này câu dễ hơn câu cá cho mình nữa vô các bạn có gì các bạn định cho mình cái câu cá con mình bự bự nha các bạn cá này câu dễ cá trong hầm luôn cá trong hầm đâu khi nào mà để xuống dính dính con trời ơi bên này để
phao chưa tới dưới là nó kỵ rồi. Trời ơi. Đau. Dính rồi, dứt. Rồi mình nó nhát vậy. Mấy bự người lao quá. Tại mấy nhỏ phá trước. Không vậy làm tí gần gần nhé, không đã. Ủa, nó. Ôi, bự cỡ cá chê vậy. Rồi lên cá tiếp nghe quý vị. Này, vô, vô, cho con chạy ghê. Ủa. Anh gỡ anh lấy cái đọt kèn câu không nè, anh câu còn mau hơn. Lắm. Trời ơi. Bay lên bờ luôn. Đó, lên cá vậy. Bỏ lên lưng vậy. Qua bên này nữa các bạn, này cũng có dụng nữa nè. Ôi 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 ôi. Nổi chơi cần rác mà. Này, đầy nô vô hết cho luôn con, hết cho. Hết cho luôn. Đúng. Dữ dữ hả? Dữ lắm á. Được không? Phải dữ vậy. Dạ. Trắng tát. Đẹp ghê. Nhắc mập một con bông. Cái này mới ngon nè, cái này mới dai. Chính là em. Ôi. Câu cá mập gì không nói vậy không? Khỏi gỡ. Ghê chưa? Quá ghê, quá ghê, quá ghê. Dữ lắm mà các bạn ơi. Ôi ôi. Bữa mày. Quá trời, dữ thì cá càng ngày nó càng lội, nó chê. Anh đón thử coi cái đám này cỡ nhiêu ký. Quá lủi lỗ. Ở trong bờ câu nhóc trong đó anh thấy không? Nó câu đạp bèo luôn đó chứ. Lên cá đây nha các bạn. Ui, ui, ui. Đó. Hơi ốm nữa, chờ kỵ trong dạng phán hay gì ta. Mập dính cái ốm không vậy? Mà câu dính cá ốm luôn à. Trời ơi. Đậu lỗ này các bạn, coi nó lượn ở dưới. Lên lên sóng ở dưới luôn chứ. Đục nước luôn, chiên giòn ấm gừng hay anh? Chiên giòn ấm gừng á. Ừ. Cóc con. Hai con cũng được, cóc hai con đi. Đó. Cá này mày trôi lên cùng cái chi vàng trời. Hay là nãy bên kia làm ở đây ta. Trời ơi có cục ngồi đâu. Không có lưỡi con không. Nó ghẻ mà không thấy nó ghẻ. Anh ăn cái phao nó ghê chứ.
chìm luôn thôi. Quá trời. Lắm. Cái gì á? Còn cái đầu con dế câu luôn các bạn. Còn cái đầu không biết ăn không đây. Nó nó. Ý dính trời ơi, mới đẻ hôm qua vậy bà. Thì còn cái da con dế chơi luôn. Biết đâu nó có mùi tanh nó bợ rồi sao. Nó cái da con dế dính thiệt. Còn cái da sau lưng cũng lên chơi luôn ha. Giống cái ngáp vậy. Tránh tư rồi. Bay nữa nè, mũi nữa nè. Lại dính, giữa ghe dính, mũi dính. Lên nữa bạn. Bây giờ cái này nó dằn lên kìa. Nó, đây lên cái gôm nó nè. Đang thụt lùi luôn. Lên nè bạn. Nó ăn rồi. Ồ ăn rồi. Trời ơi. Ôi ôi cái kìa. Mày sống đi cô. Thứ già nè. Lỗ con này cô không à. Mình cũng dính con cá gì đó đỏ lét rồi bạn ơi. Cô. Cái đéo không? Cái gô đỏ. Cái gô đỏ. Rồi gô đỏ mà dế nữa. Lụm mày, xuống là bữa rồi. Kìa. Thôi. Ok rồi. Nữa quẹt rồi. Thôi rồi, hay quá. Xem dạng vậy kìa. Trời. Cái gỗ lên nè. Thôi hai ổng rồi, coi hai ổng làm trò gì. Gác cặn luôn à. Xả bên, xả bên. Cành nó như cấm câu vậy đó. Cút xuống luôn. Giờ chuyển qua cấm câu cá chê luôn rồi. Cấm câu cá vậy là câu rồi. Nếu đọt một hàng nha. Trời như mày đọt dưới luôn báo. Cá nó đẹp. Gì vậy? Trời ơi. Kìa, chà phá kìa, đen ngừ, kìa bự con nãy nữa. Kìa, nó giọt, nó giọt.
Đó, lên tim. Ôi, con này bự. Ôi, nhỏ mà. Làm dữ, tim dữ. Cặp mé trong tiền á. Bạn cứ đi kiếm cặp mé trong tiền không? Đây mình mà xây qua đây cho bạn xem nè, nó nổ lên nè. Mở nhiều. Đó này, bạn. Lỡ táp lâu đi luôn không mày? Giang trời hả? Này kỉnh luôn. Nặng dạ chám cho chị thêm kìa. Rồi. Bự rồi. Rồi nó ăn cái bụng. Cầu chán đái cá bự không? Ăn cái bụng nó thứ già. Ôi cái bụng dữ cái bị béo phì luôn rồi ơi. Con nó sắp chết rồi, bị sơ gan thành trưởng rồi. Sơ gan cái bụng quá bự. Cái bụng nó kìa trời. Bóc. Để chị trắng anh. Nè mà nhìn nó gì hết. Quán sao còn ngắn ngủ gì cha. Dài lắm rồi. Không sâu lắm luôn. Có mét rưỡi á. Càng lúc càng lớn đó. Để hạ tục tới đáy luôn, bắt ra lớn luôn. Sao em cảm giác sao rồi? Nay vậy đang cười lùi luôn. Ủa lỡ nó ăn cái phao mình nó ăn không? Từ bọc tới cái lon và tới cái vách gà. Từ một cái bá lửa luôn. Đang em dính thải lửa khác. Ngồi. Có cái đọt mình câu máy thôi kêu sao vậy. Cái miếng câu lớn mà nó có hai cánh này bên là mệt. Câu dính tàu thứ dữ không à. Ghê thiệt chứ. Thằng Phú An này quá. Cá mà giống như trong lưng thịt chắc. Chắc có cá mới nở nữa. Cá nhỏ nhỏ gì không à. Cầu thoải mái đi, có gì lên tôi. Anh Dạng. Dạng ơi, nó đang cứ thoải mái đi, có gì lên tôi. Lên chỉnh mai. Lên chỉnh mai lại cho. Chơi. Nghe chát cái cằn luôn ba. Trời đúng cái cằn đó luôn. Hết hồn, tưởng đâu cá bay lên đớp luôn chứ. Câu chân có bự không thấy không? Dính được tay rồi. Đè giật cá, đè giật lốt tay em thôi. Đóng một phát là chỗ ngay lốt tay một cái. Hai ông này. Cá này bự à, lốt tay đâu á, xả ban luôn á. Giờ mấy anh em đang trên đường về các bạn.
nguyên ngày chiến đấu, bỏ cơm luôn. Giờ sập rồi. Rồi chào anh em nha, anh em đang trên đường.